Trí nhất thiết trí chẳng phải chân như, không xa lìa chân như, chẳng phải pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Không xa lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Trí nhất thiết trí chẳng phải thánh đế khổ, không xa lìa thánh đế khổ, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo, không xa lìa thánh đế tập diệt đạo. Trí nhất thiết trí chẳng phải bốn tịnh lự, không xa lìa bốn tịnh lự, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không xa lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Trí nhất thiết trí chẳng phải bốn niệm trụ, không xa lìa bốn niệm trụ, chẳng phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không xa lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp môn giải thoát không, không xa lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không xa lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Trí nhất thiết trí chẳng phải tám giải thoát, không xa lìa tám giải thoát, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ, không xa lìa tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp môn Đà La Ni, không xa lìa pháp môn Đà La Ni, chẳng phải pháp môn Tam Ma Địa, không xa lìa pháp môn Tam Ma Địa. Trí nhất thiết trí chẳng phải Tịnh Quán Địa, không xa lìa Tịnh Quán Địa, chẳng phải Chủng Tánh Địa, Đệ Bát Địa, Cụ Kiến Địa, Bạc Địa, Ly Dục Địa, Dĩ Biện Địa, Độc Giác Địa, Bồ Tát Địa, Như Lai Địa, không xa lìa Chủng Tánh Địa, Đệ Bát Địa, Cụ Kiến Địa, Bạc Địa, Ly Dục Địa, Dĩ Biện Địa, Độc Giác Địa, Bồ Tát Địa, Như Lai Địa. Trí nhất thiết trí chẳng phải Cực Hỷ Địa, không xa lìa Cực Hỷ Địa, chẳng phải Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệm Tuệ Địa, Cực Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa, không xa lìa Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệm Tuệ Địa, Cực Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa. Trí nhất thiết trí chẳng phải năm loại mắt, không xa lìa năm loại mắt, chẳng phải sáu phép thần thông, không xa lìa sáu phép thần thông. Trí nhất thiết trí chẳng phải mười lực Phật, không xa lìa mười lực Phật, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không xa lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết trí chẳng phải 32 tướng đại sĩ, không xa lìa 32 tướng đại sĩ, chẳng phải 80 vẻ đẹp, không xa lìa 80 vẻ đẹp. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp không quên mất, không xa lìa pháp không quên mất, chẳng phải tánh luôn luôn xả, không xa lìa tánh luôn luôn xả. Trí nhất thiết trí chẳng phải trí nhất thiết, không xa lìa trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không xa lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết trí chẳng phải quả dự lưu, không xa lìa quả dự lưu, chẳng phải quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác bồ đề, không xa lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác bồ đề. Trí nhất thiết trí chẳng phải tất cả hạnh đại bồ tát, không xa lìa tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu sắc, không xa lìa pháp hữu sắc, chẳng phải pháp vô sắc, không xa lìa pháp vô sắc. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu kiến, không xa lìa pháp hữu kiến, chẳng phải pháp vô kiến, không xa lìa pháp vô kiến. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu đối, không xa lìa pháp hữu đối, chẳng phải pháp vô đối, không xa lìa pháp vô đối. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu lậu, không xa lìa pháp hữu lậu, chẳng phải pháp vô lậu, không xa lìa pháp vô lậu. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu vi, không xa lìa pháp hữu vi, chẳng phải pháp vô vi, không xa lìa pháp vô vi. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu lượng, không xa lìa pháp hữu lượng, chẳng phải pháp vô lượng, không xa lìa pháp vô lượng. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp quá khứ, không xa lìa pháp quá khứ, chẳng phải pháp vị lai hiện tại, không xa lìa pháp vị lai hiện tại. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp thiện, không xa lìa pháp thiện, chẳng phải pháp bất thiện vô ký, không xa lìa pháp bất thiện vô ký. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp buộc cõi dục, không xa lìa pháp buộc cõi dục,
chẳng phải pháp buộc cõi sắc vô sắc, không xa lìa pháp buộc cõi sắc vô sắc. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp thấy chỗ đoạn, không xa lìa pháp thấy chỗ đoạn, chẳng phải pháp tu chỗ đoạn không đoạn, không xa lìa pháp tu chỗ đoạn không đoạn. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp học, không xa lìa pháp học, chẳng phải pháp không học, chẳng học, chẳng không học, không xa lìa pháp không học, chẳng học, chẳng không học. Trí nhất thiết trí xa lìa các tướng pháp như vậy nên không thể chấp thủ. Trí nhất thiết trí xa lìa các tướng, không có pháp có thể đắc, không sở đắc nên không thể chấp thủ. Trí nhất thiết trí không phải có pháp cũng không phải không pháp, do nhân duyên không thể chấp thủ này nên Bồ Tát tu hành bố thí, thọ trì tịnh giới, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tuy cầu chứng đắc trí nhất thiết trí nhưng không gọi là hộ trì giới cấm thủ. Nếu các Bồ Tát tu hành bố thí, thọ trì tịnh giới, hồi hướng thanh văn hoặc độc giác, chấp lấy tịnh giới thì các Bồ Tát này mất Bồ Tát giới, nên biết đó gọi là phạm giới Bồ Tát. Mãn Từ Từ hỏi Xá Lợi Tử: nếu các Bồ Tát tu hành bố thí, thọ trì tịnh giới, hồi hướng bậc thanh văn hoặc độc giác, vi phạm giới Bồ Tát đã thọ, các Bồ Tát này nếu có điều kiện có thể trở lại tịnh giới không? Xá Lợi Tử đáp: nếu Bồ Tát kia hồi hướng bậc thanh văn độc giác rồi chưa thấy thánh đế, chưa chứng thật tế hoặc có điều kiện thì dễ có thể trở lại tịnh giới. Nếu đã thấy thánh đế chứng thật tế rồi, dị kiến sâu nặng thì khó có thể trở lại tịnh giới. Mãn Từ Từ lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: nếu các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, không nên để cho họ chứng thật tế hay sao? Xá Lợi Tử đáp: đúng vậy, đúng vậy. Nếu các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, không nên để cho họ chứng nơi thật tế. Mãn Từ Từ hỏi: do nhân duyên gì mà các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà không nên để cho họ chứng thật tế? Xá Lợi Tử đáp: có các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nếu mau làm cho vị ấy chứng thật tế thì các Bồ Tát này hoặc được đủ nhân duyên trú ở bậc thanh văn hoặc độc giác, khó có thể làm cho họ khỏi tâm trí nhất thiết, hoặc gặp lúc chánh pháp Như Lai không còn, không cần chứng đắc trí nhất thiết trí, bấy giờ liền chứng độc giác Bồ Đề, nhập vào vô dư y niết bàn, hoàn toàn không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do nhân duyên này, nếu các Bồ Tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không nên làm cho vị ấy mau chứng thật tế. Cho đến chưa ngồi tòa Bồ Đề vi diệu, không nên làm cho vị ấy chứng thật tế, hoặc khi đã ngồi tòa Bồ Đề vi diệu sắp chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có thể làm cho họ chứng nơi thật tế, dứt trừ tất cả chướng ngại để chứng đại Bồ Đề. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, không nên thọ trì tịnh giới của Nhị Thừa, vì tịnh giới kia không thể hộ trì trí nhất thiết trí, không hướng đến phát tâm trí nhất thiết trí, không giữ gìn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, không viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát khởi tâm phân biệt giới hạn, làm lợi ích cho hữu tình, tu hành bố thí, thọ trì tịnh giới, thì các Bồ Tát này không giữ gìn được tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, không viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát không có phân biệt giới hạn. Nếu các Bồ Tát phát tâm không phân biệt giới hạn, làm lợi ích hữu tình, tu hành bố thí, thọ trì tịnh giới, thì các Bồ Tát này mới giữ gìn được tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, cũng viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Do nhân duyên đây nên gọi các Bồ Tát này thành tựu tịnh giới Bồ Tát. Mãn Từ Từ hỏi Xá Lợi Tử: sao gọi là Bồ Tát trì giới? Xá Lợi Tử đáp: nếu các Bồ Tát tùy theo sự hành bố thí, tất cả đều hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai không gián đoạn, nên biết đó là Bồ Tát trì giới. Nếu các Bồ Tát tùy theo sự hộ trì giới, tất cả hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai không gián đoạn, nên biết đây là Bồ Tát trì giới.